Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương và Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương vừa có buổi làm việc nhằm thống nhất đánh giá về kết quả công tác, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương từ đầu năm 2022 đến nay. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, năm 2022, công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng của Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đạt được những kết quả đó là nhờ vào sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Bộ Công Thương. Nổi bật là Đảng ủy Bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối cấp trên để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác theo chương trình kế hoạch đề ra. Thay mặt Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối đề nghị Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp công tác để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng năm 2023 và các năm tiếp theo. Trong đó, tập trung triển khai những nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện tốt kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với kết luận số 21 KLTU về đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Thay mặt Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ, trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, đại diện các ban đảng, đơn vị của Đảng ủy khối để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng tại Bộ Công Thương trong năm 2023 và các năm tiếp theo.